Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan rừng hàng độc sơ rái Bắc Tây Nguyên. À, trước mặt là một mọi người là một cái lô chín sổ bệt ở trong vườn em. Thì cái lô này nó rất là hay mọi người. À, thì cái tỷ lệ mà những cái cây đây nó ra hoa bệt là lên tới 70% luôn, tức là 10 cây thì sẽ có tới 7 cây là sẽ ra hoa bệt nhé. À, và hiện tại thì cây nó đang nụ mọi người, đang nụ và nếu mà mọi người muốn mua về để chúng ta sổ thì mọi người có thể là liên hệ tới số điện thoại của em để tiêu đề nhé. Mọi người liên hệ đại 0384750 750. 258 để đặt mua Và mỗi chậu đang nụ vai thì có giá là 200 ngàn thôi nhé mọi người Và giá trên là chưa bao gồm phí vận chuyển nha à, Mọi người mua thì mọi người có thể là đặt với em Em gửi những cây có nụ về để Mọi người à, sổ ngắm hoa luôn Và đây mọi người xem nè Cái lô này à, là cái lô này nha nó nó hay ở cái chỗ là nó cái tỷ lệ sổ ra hoa bờ tới 70 phần và nó nở hoa vào đúng cái dịp tết luôn mọi người <laughs> mọi người có thể là mọi người trồng rất là nhiều loại giả dạ hạt nhưng mà mọi người kiếm được một cái cây mà nó nở ra hoa vào dịp tết là cực kỳ khó nha và cái lô này nó có một cái đặc điểm đặc biệt để nữa ở đây nè em sẽ quay hôm nay nó sổ ra nhiều cái cây hoa bệnh lắm mọi người đây nè một cây bệnh nha đây nè đó, hoa bệnh này. Đó, khi mà người sổ á, thì nó sẽ ra cái hoa bệnh như vậy. Tức là cái cánh nó sẽ là cánh bầu nha, cánh bầu như dạng cánh sen nha. Và lưỡi thì nó sẽ bệt đỏ đậm. Đó, mọi người thấy không? Đẹp dạ man không? Nhiều lắm. Tuy nhiên đó, thì trong đây thì có hai loại Cây nào để sổ là giá 200 ngàn nha mọi người Còn ví dụ mà các bác anh chị mà chúng ta không muốn sổ Chúng ta muốn mua cái cây mà nó đang hoa bệt luôn vậy nè đó, Thì cái cây đây sẽ có giá là 900 ngàn nha mọi người 900 ngàn là cây đang hoa bệt luôn Đây về thì nó còn rất nhiều mắt ngủ Về các bác anh chị chúng ta có thể chơi nguyên giò Để làm giò lớn chơi Hoặc là về các bác anh chị chúng ta có thể là khai thác kích kỳ ở trên thân nữa đó. Đó, Mọi người lưu ý nha cái Cây nào đang nụ để về mọi người tự sổ Thì giá là nó là 200 ngàn một chậu thôi Còn cây nào mà sổ hoa rồi Là hoa bệt rồi á Thì các bác anh chị mua về Chúng ta khỏi cần sổ Thì giá là 900 ngàn nha Đó đây mọi người xem Trong kia kìa nó nở hoa bệt rồi Đó mọi người nhìn cái lưỡi đen thui nha Đó, Đây đây cũng bệt nè Đó những cái cây mà nở hoa rồi đây Thì giá 900 ngàn một chậu thôi nha mọi người Đây bệt nè mọi người <laughs> đó không đó cái gọi là cái lô lô chiên sổ hai bệnh mà nở ra bệnh nhiều lắm bệnh nhiều dã man luôn và còn rất nhiều cây đang nụ ở từ nụ to từ nụ nhỏ gì các bác anh chị thích nụ loại nào không có ha đợt này thì em cứ bán lai rai thôi. Bữa giờ được các bác anh chị ủng hộ rất nhiều. À, những cái bán mà mua trước tết đó nhiều bác gửi hình hoa bệt trúng bệt cho em lắm mọi người. À, em sẽ chèn thêm một số cái hình mà mọi người đã mua về, mọi người sổ ra hoa bệt cho các bác anh chị xem nha. rất nhiều bác luôn á. Do đợt tết em bán cũng nhiều mà, mà đợt tết bán những cái loại đang đụng về nè, à, về các bác anh chị chơi. Rồi à, một chậu thì có giá là 200 trăm ngàn thôi nhé mọi người, 200 trăm ngàn chậu vậy thì mọi người lưu ý là giá trên là chưa bao gồm phí vận chuyển nha, phí vận chuyển bên đơn vị vận chuyển họ thu. Mọi người thích mua bao nhiêu chậu thì cứ báo với em. Đó, mọi người thấy nó nguyên một cái lô giống nhau mà, nguyên một lô giống nhau, không biết sao cái lô này nó lại rất là hay nhé mọi người. Đó, bình thường thì mọi người kiếm được một cái cây mà ra hoa bệt gọi là muốn mỏi cả mắt luôn, nhưng mà cái lô này nó lại sao nó lại ra cái tỷ lệ ra hoa bệt quá nhiều luôn. Hồi giờ em quay về rồi, mấy chục cái cây bệt nở trên lô này rồi, và cái mùa này là cái mùa mà cái cây nó nở hoa rộ nhất mọi người à, gọi là đúng tới tới cái mùa hoa của nó năm ngoái nó, nó có một số cây nhiều cây ấy, nó chưa có hoa nhưng mà năm nay là đầu tiên là cái mùa đầu tiên mà nó nở hoa là công nhận sổ ra bệnh nhiều kinh khủng đấy bệnh mọi người đây là mấy cái, cái mấy cái hoa nó nở lâu rồi nên là cái cánh nó bị cong 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 lại đó còn những cái cây mà nó mới nở thì hoa nó đẹp lắm mọi người đó, cái khuôn cái khuôn nó nhìn đã lắm đó, mọi người xem đó, khuôn đã khuôn đúng kiểu cánh sen này. cánh sen mà bữa lưỡi là nó bệnh đen luôn mà rồi Rồi các bác anh chị mua thì cứ liên hệ tới số điện thoại của em để tiêu đề nhé Mọi người liên hệ đại 0384 750 258 à, Mọi người mua mọi người thanh lo tán tiền lan cộng tiền ship cho bưu tá lúc nhận hàng là được nha à, Rồi em báo lại lần nữa là những cái cây đang nụ kiểu như vậy à, Mọi người thích nụ to hay nụ nhỏ gì cũng có à, Thì có giá là 200 000 một chậu thôi đó, là Tỷ lệ ra hoa bệnh là tới 70% nhé mọi người đó, à, Tức 10 cây thì khả năng sẽ ra bệnh tới 6-7 cây à, Và thứ hai á, thì à, cái loại hoa đã nở hoa bệnh luôn Đang nở hoa bệnh luôn Thì cây đó 900 000 cây Về mọi người đổ phải số ha. Rồi xin cảm ơn mọi người nha Hẹn gặp lại mọi người ạ Hiện tại bên em có bán xâm dây Ngọc Linh Đây là một loại dược liệu quý của rừng Ngọc Linh con tum dùng ngâm rượu tiếp khách quý trong các dịp lễ Tết rượu sâm dây Ngọc Linh rất thơm ngon vị ngọt dịu nhẹ và không có tác dụng phụ như một số dược liệu khác một ký sâm dây Ngọc Linh khô có giá 600 trăm ngàn ngâm với 10 lít rượu sau 2 tuần là có thể dùng được sâm dây Ngọc Linh chứa nhiều saponin và nhiều hoạt chất như axit amin alkaloid chất khoáng vi lượng có tác dụng tăng cường sức đề kháng thanh lọc cơ thể giải độc tăng cường khí huyết, hỗ trợ tiêu hóa, giúp ngon miệng trong bữa ăn, cải thiện giấc ngủ, nâng cao thị lực, trí não minh mẫn, giảm căng thẳng, mệt mỏi, chống suy nhược, điều hòa huyết áp, giảm cho cholesterol, tăng khả năng sinh sản hồng cầu, chống lão hóa, giúp da hồng hào, tốt cho người bị yếu sinh lý, cơ thể suy nhược, hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh sau phẫu thuật, tăng cường chức năng gan, bảo vệ tế bào gan, điều hòa hoạt động tim mạch, ngăn ngừa ung thư và hỗ trợ điều trị ung thư. Mọi người có thể liên hệ theo số điện thoại 0384 750 258 để đặt mua ạ.